Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, đổi mới phương pháp dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm được ngành giáo dục đặt ra. Và để làm được điều này thì chính đội ngũ giáo viên đóng vai trò hết sức quan trọng, góp phần thành công cho việc đổi mới. Và trong một khung sách cao nguyên ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với trường tiểu học Đông Thanh, huyện Lâm Hà, gặp gỡ một thầy giáo đã đi đầu và mạnh dạn trong việc đổi mới phương pháp dạy học thành công ở bậc tiểu học. 8 năm gắn bó với mái trường tiểu học Đông Thanh, huyện Lâm Hà, thầy giáo Đồng Ngọc Thuấn vẫn luôn giữ được nhiệt huyết và tinh thần như thế. Viền chuyển từ tiếp cận nội dung học sinh học được gì sang tiếp cận năng lực của người học, học sinh làm được gì thông qua việc học, lấy học sinh làm trung tâm, đang được ngành giáo dục ráo riết thực hiện. Đây là nội dung quan trọng trong đổi mới giáo dục trung học và giáo viên giữ vị trí quan trọng trong việc triển khai phương pháp dạy học mới này. Thầy Đồng Ngọc Thuấn là một trong những giáo viên trẻ đi đầu trong tìm kiếm và áp dụng các phương pháp dạy học mới, giúp các em học sinh tìm thấy được hứng thú và tiếp cận với kiến thức theo cách hoàn toàn mới. Việc đổi mới phương pháp dạy học là rất là cần thiết, bởi vì có đổi mới phương pháp dạy học thì nó mới phát huy được tính tích cực học tập của người học. Và như Bộ Giáo dục cũng như là ngành chỉ đạo rất sát sao trong những năm gần đây là về công tác đổi mới giáo dục, và có thể nói nhà trường tiểu học Đông Thanh cũng như là mỗi giáo viên của trường tiểu học Đông Thanh, trong đó có bản thân tôi thì luôn bao giờ cũng phải đề cao cái tính đổi mới trong việc lựa chọn phương pháp mà dạy học. Và việc đổi mới phương pháp dạy học thì nó gắn mục tiêu, phải bám sát mục tiêu và nội dung bài học, và đặc biệt là sát với đối tượng học sinh. Bởi vì dù đổi mới như nào nhưng mà nếu không sát đối tượng học sinh thì cái kết quả đem lại không cao. Vì vậy chúng ta phải đổi mới nhưng mà phải phù hợp với đối tượng học sinh. Tình yêu nghề luôn là động lực lớn nhất giúp thầy Đồng Ngọc Thuấn vượt qua khó khăn, nỗ lực để nâng cao chất lượng dạy học ở trường. Thay vì thầy đọc, trò chép như trước đây, thầy Thuấn luôn sáng tạo đổi mới các bài giảng, cho các em học sinh cơ hội được bày tỏ quan điểm, đóng góp kiến thức và bài học. Có như vậy, việc tiếp cận và ghi nhớ bài học cũng lâu và sâu hơn. Nếu mà nói là người giáo viên thì trước tiên phải có tình yêu nghề. Bởi vì từ xuất phát từ tình yêu nghề thì chúng ta sẽ không ngừng học tập, nâng cao về chuyên môn, về nghiệp vụ. Rồi trong quá trình dạy học, mình sẽ tìm tòi, học hỏi ở đồng nghiệp, ở bạn bè, rồi chia sẻ những kinh nghiệm, những cái khó khăn mà mình cần tháo gỡ. Và cũng xuất phát từ tình yêu nghề, thì mình sẽ có những bài giảng thật hay, rồi mình trăn trở với những cái bài giảng của mình và những cái tiết học của mình. Có như vậy thì mỗi tiết học, những tiết học sau bao giờ cũng hiệu quả hơn, hay hơn những tiết học trước và nó sát với đối tượng học sinh. Thì theo tôi nghĩ thì ngoài cái việc mà năng lực, trình độ, sự nhiệt tình thì cái tình yêu nghề, tình yêu đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo bao giờ cũng có một vị trí rất lớn đối với mỗi người giáo viên. Thầy Đồng Ngọc Thuấn là một thầy giáo rất là có trách nhiệm, có bản lĩnh. Thầy đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, rồi cái điều kiện thực tế của lớp. Thực tế là một số năm ấy thì thầy cũng có nhận được những lớp có rất nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng mà nhờ tinh thần trách nhiệm cao của thầy nên thầy đã phối hợp chặt chẽ với phụ huynh rồi khắc phục khó khăn, đến thăm nắm tình hình nhà học sinh để có biện pháp giáo dục tốt. Nên là cái chất lượng do lớp thầy phụ trách ấy, thì năm nào cũng luôn đạt cao và luôn được gây được lòng tin đối với phụ huynh, học sinh và cộng đồng xã hội trong địa phương. Chất lượng giáo viên được xem là khâu đột phá, trọng tâm trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo. Vì vậy, chính những tấm gương giáo viên trẻ, tâm huyết và sáng tạo như thầy Đồng Ngọc Thuấn sẽ là nhân tố quyết định thành công trong đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương và đất nước.